Rồi, hello tất cả anh em. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2024 nha anh em. Đó, hôm nay tiếp tục thì em về được khách hàng. Hôm nay thì em về lửa bổi rất là nhiều luôn anh em. Đó, lửa bổi với lại lửa máy. Đó, với lại về được mấy con than bổi nữa anh em. Đó, mấy con than bổi nữa rất là nhiều luôn. Thì anh em xem anh em thích bắt cái nào. Hôm nay thì than bổi nha. Đó, hiện tại ở tiệm em á anh em, đó hiện tại ở tiệm em á thì than máy chuyền, than máy bổi với lại lửa máy bổi rất là nhiều luôn, anh em qua anh em lựa thoải mái nha. Đó, lựa thoải mái luôn, chứ hiện tại nó rất nhiều quá, em không có quay, em không có lên clip được cho anh em á, nó nhiều kinh khủng luôn. Thì anh em qua anh em lựa nha, chứ để hiện tại bây giờ thì máy nó rất là dễ bắt đó, nhưng mà tới để tới khi mà xong lông mới lông thì máy rất là khó bắt, nó rất là hiếm, thì anh em nhanh tay qua anh em lựa nha. Đó, thì máy chuyền với máy bổi em bán đồng giá nha, là 200.000 một con. Còn than bổi với lại than chuyền á, thì than bổi thì 250, than chuyền cũng 250 luôn. Đó, than chuyền thì hiện tại cũng chưa có nhiều anh em. Đó, than chuyền thì có một hai con thôi à. Đây, một hai con của hàng cam nó về nó bị sót lại á. Đây, con này là con lồng số 34, con chim chuyền nha. Con này thì trổ rất là nhiều rồi, đuôi đánh nè, rất là cao rồi nha. Đó, hàng này hàng cam nha anh em, chứ không phải hàng Đắk Nông nha. Đó, lồng số 34 nha. Rồi, 250 nha anh em. Đó, rồi ở đây thì em có một con mái con anh em. Một con mái con, chim con nuôi lên nha. Đó, thì con này thì vẫn còn dạng nha anh em, vẫn còn đút nè. Đó, vẫn còn há miệng rồi nè. Đó, nhưng mà con này nó đã ăn cám rồi nha, ăn cám rồi, hót rồi. Nhưng mà con này thì khách nuôi, khách cắt cánh rồi nha. Đó, đây, anh em thấy không, vẫn còn dạng, vẫn còn đút vô, vẫn còn há miệng nè. Đó, nhưng mà con này thì đã ăn cám rồi. Đó, đã cắt cánh rồi nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 400 ngàn nha anh em. Đó, 400 ngàn, con mái này thì cũng tương đối là bự nè. Đó, thì con này đã trổ mái rồi. Đó, rồi, còn ở bên đây là lửa bổi anh em. Lửa bổi thì hiện tại em rất là nhiều luôn. Thì hôm nay thì em xả cho anh em luôn. Là bình thường em bán là 200 ngàn một con đúng không? Đó, thì em bán là 200 ngàn một con. Anh em mua hai con là 350 nha. Đó, hai con là 350 nha anh em. Lửa bổi nha. Lửa bổi thì đuôi khoảng 15, 16, 17 nha anh em. Nhưng mà em nói trước anh em, hàng này á là đang chuẩn bị, nó đang rớt lông anh em. Nên chắc chắn lông của nó sẽ, nó hơi có một số con nó sẽ, cái đầu nó sẽ rớt lông xíu. Có một số con thì cái mình nó rớt, nhưng mà đuôi thì nó vẫn được hoàn thiện nha anh em. Đó, đuôi thì nó vẫn đầy đủ lao đàng hoàng. Chứ nó mà rớt lao rồi, rớt lao là hai cái cọng lao dài nhất á. Đó, thì em sẽ tính qua hàng lõi ở trên đây. Còn hàng bổi dưới đây thì lao nó vẫn đầy đủ nha. Đó, còn hàng trên đây là hàng lõi anh em, lõi đuôi. Đa số thì lõi đuôi hoặc là lõi móng, nhưng mà lõi móng nhẹ thôi, nó không có đáng kể anh em. Đó, thì hàng này là em bán là 120 một con nha. Đó, cái này thì em chỉ quay lướt qua thôi. Anh em bắt thì bắt kiểu giống như mà em, anh em kêu em bắt hàng lõi đuôi thì em sẽ bắt hàng lõi đuôi thôi. Chứ cái này em không có quay rõ từng con được nha. Nhiều anh khách cũng mắc cười lắm anh em. Ảnh kêu là bắt ra từng con xong quay cho ảnh xem. Và cái này em bán hàng lõi mà hàng rẻ, đã xả giá rẻ lắm rồi. Thì em bán thì anh em bắt hên xui thôi. Thì chỉ bắt là lõi đuôi được thôi. Chứ còn cái nào mà lõi móng nặng quá thì em cũng không có bán. Đó, mà nhiều anh khách lại kêu quay rõ từng con cho ảnh coi nữa, thì cái đó thì em không có quay được nha. Đó, chỉ này chỉ bắt nè, giống như anh em kêu là bắt hàng lỗ đuôi cho anh, thì ok, thì em xem coi có lỗ đuôi không thì em bắt, còn lỗ đuôi thì em bắt. Còn hoặc là bắt hàng lỗ móng, nhưng mà lỗ móng nhẹ thôi, kiểu giống như là nó bị duỗi ra như này, nó không có ôm cầu một móng thôi, nhưng mà nó đứng rồi vẫn bình thường, chứ không phải là nó bị tật luôn nha. Đó, rồi, hàng lỗi là 120, còn bên đây anh em, đây bên đây hàng máy đây anh em. Đó, hàng máy nha, lửa máy nha anh em. Lửa máy hiện tại em có rất là nhiều, anh em qua anh em lựa thoải mái. Lửa máy thì em bán là 200.000 một con nha. Đó, 200.000 một con. Chim đang còn ăn sâu với dế, chưa ăn cám. Về thì anh em nhớ tập cám nha. Có nhiều con máy rất là đẹp anh em, giống như con này nè. Đó, đây, con này đuôi chắc cỡ khoảng 13 anh em. Đó, em không có đo chính xác nha, nhưng mà em nhắm khoảng cỡ đó thôi.
đó. Thì máy em bán là 200 ngàn một con nha, thì anh em xem anh em thích bắt mấy con thì anh em gọi em nha. Đó rồi, ok rồi, ok. Thì trước mặt anh em đây là bốn con khoen nha anh em, bốn con khoen này thì nó đã líu rồi, bập bẹ rồi hết rồi nha. Đó, nó đã líu bập bẹ rồi, ăn cám thì ăn cám cứng rồi. Hiện tại ở đây thì em đang cho ăn cám sơn nhật thành á anh em. Đó thì về thì anh em cho ăn cám sơn nhật thành, nhưng mà hiện tại thì ăn cám bình thường thôi, cám số 1 thôi. Đó, cám số 0 trộn với số 1 cám dưỡng anh em. Đó, cũng chưa có lên cám líu nhiều, thì về anh em bắt về thì anh em lên cám líu là ok. Thì hiện tại là đã líu bập bẹ rồi nha. Đó thì để em quay cho anh em xem ha. Đây, con lồng số 1 nha. Đây. Con này thì lông đuôi nó có bị thiếu mấy cọng anh em, nhưng mà được cái con này cái khoen mắt nó rất là đẹp nha. Đó, con này là lồng số 1. Rồi, tiếp theo con này là lồng số 2 nha. Đó, lồng số 2 nha. Con này thì dài đòn thon chim nè. Đó. Đây. Khoen nó cũng rất là ok nè. Đó, đây là lồng số 2 nha. Rồi, tiếp theo con này là con lồng số 3 nha. Lồng số 3 nha anh em. Đó. Lồng số 3 nha. Lấy con lon đen hay sao? Đây là lồng số 3 nha. Đó. Rồi, tiếp theo đây là lồng số 4 nha. Đó, thì bốn con này thì đã líu hết rồi nha. Đó, nhưng mà sáng sớm anh em. Đó, em tranh thủ em lên líu cho anh em để anh em lựa chim. Nó để xong thôi chứ mưa trời nó cũng đang âm mưu lắm rồi nè. À, anh em thấy không? Âm mưu điên thui hết rồi, để em tranh thủ em lên líu cho anh em. Thì anh em thích con nào con nào thì anh em cứ gọi cho em. Thì bốn con này thì anh em thích cắm con số mấy thì anh em cứ nhắn tin cho em. Đó, thì em sẽ test có líu líu thì em sẽ quay em gửi cho anh em líu líu nha. Đó. Rồi, ok. Rồi, ok, ở đây thì em còn ba con mi đây anh em. Ba con mi nha. Con này thì ba con này thì trống 100% rồi. Đó, nhưng mà con này ba con này thì lúc mà do vận chuyển anh em, cái đầu của nó thúc vô cái là thì nó có hơi chạy xíu nha. Đó, nhưng mà mấy con này thì về anh em nuôi thì từ từ rồi tắm táp rồi từ từ thì nó sẽ ra bình thường nha anh em. Đó, ba con này thì hót 100% hót hết rồi nha. Đó, thì hôm nay thì em xả cho anh em luôn. Đó, cho anh em về anh em thả avi, có avi anh em thả luôn rất là ok. Ba con này thì mắt móng mỏ đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, ba con này thì chuồng chuyền hết nha, nó chỉ bị lỗi là nó chỉ bị là cái đầu nó trầy thôi, nhưng mà trầy cũng không có đáng kể nha anh em. Đó, thì ba con này em bán đồng giá nha, 1,5 triệu một con nha anh em. Đây, để em quay sát lại cho anh em xem ha. Hay là con số 1 đi ha. Đó, cái đầu nó hơi trầy nè. Đó, anh em thấy không? Ở đây là lồng số 1. Rồi, con này là lồng số 2 nè. Đó. Rồi, cái đầu có trầy nè ha không? Đó. Rồi, con này là con lồng số 3 nè. Đó. Rồi, ok, thì ba con này em bán là 1,5 triệu một con nha. Ba con này thì hót rất là nhiều rồi nha anh em. Ba này thì dài đòn cao cầu nè, nhưng mà chim truyền nha. Thì chim truyền anh em về anh em nuôi nó còn nở thêm nữa nha anh em. Đó. Rồi, ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi, trước mặt ở đây anh em là em còn ít khuyên nè anh em. Đó, thì khuyên thì hiện tại em còn hai lồng xanh lớn nè. Đó, cái lồng xanh ở bên trái anh em nhìn vô từ màn hình á. Đó, bên trái nhìn vô á, là lồng đó là lồng bao trống nha. Đó, thì 100 ngàn một con. Còn cái lồng bên phải á, là anh em tự thọc. Đó, anh em tự thọc là 50 nha. Đó, thì cho anh em thọc, cho anh em test thoải mái luôn. Anh em thích bắt, test thoải mái. Ra trống thì anh em lấy, còn máy thì anh em cứ gửi lại cho em. Thì hàng đó thì em bán 50. Còn anh em nằm hiện tại thì em còn ít rồi. Đó, nên em xả luôn cho anh em. Thì em mua 2 là tặng 1 nha. Đó, mua 2 tặng 1, mua 2 con nào cũng vậy, mệnh giá, ví dụ như anh em mua 2 con mệnh giá 50 ngàn thì tặng con 50 ngàn, còn mua 2 con mệnh giá 100 ngàn thì sẽ tặng con 100 ngàn nha, mua 2 tặng 1 nha anh em. Đó, rồi, ok. Rồi, ok, tiếp tục thì em lên cho anh em một con khú truyền nha anh em. Đó,
Con này thì chim truyền nha. Đó, con này thì bộ to, má trắng to nha anh em. Đó, con này thì hót rất là nhiều rồi. Đó, hót là có cánh, có đuôi rồi luôn nha. Đó, chim truyền nha anh em. Chim truyền thì con này nuôi cũng được tháng lòng hơn rồi nha. Đó, nhưng mà con này thì hót rất là nhiều luôn. Đó, đây. Hót là cái bộ hót á thì nó sẽ xè đuôi, đó cánh này nó sẽ đây xè đuôi rồi. Đánh đuôi đánh đuôi rồi mở cánh nha. Thì để lát em sẽ chèn cái clip hót nó vô cho anh em xem ha. Đó, con này thì mắt móng mỏ đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó rồi, ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em sẽ gọi cho em nha. Rồi, ở đây thì em cũng có ít hàng em quay cho anh em ha. Thì đầu tiên anh em, con này em lên cho anh em con mái trước đi ha. À, con này là con mái, con số 1. Con đầu tiên con mái truyền nha anh em. Đây. Đó, con này thì chim mái, chim truyền. Mà con này thì anh em thấy không? Cao cầu. Đó, con này mà anh em nuôi nó còn nở ra nữa nha. Đó, hiện tại bây giờ thì nó đã gần bằng với con mái bổi luôn rồi. Đó rồi, ok, thì con mái truyền, đó mái truyền con này thì cũng đã nhấp cám rồi nha anh em. Đó, nhấp cám rồi, mắt móng mỏ thì đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em á là 400.000 nha, mái truyền nha anh em. Đó, con này cặp chân nó bự lắm, đây nè. Đó, tướng tá nó cũng hiện tại bây giờ thì nó đang bằng chim bổi, nhưng mà chim truyền anh em nuôi thì nó còn nở ra nữa nha. Đó, rồi, con mái lồng số 1 nha anh em. Rồi, tiếp theo, con này là con mái lồng số 2 ha. Đó, em lên cho anh em con mái lồng số 2. Con này thì rất là già rừng nha anh em. Đó, con này thì già rừng dữ lắm. Đây, để em bắt ra cho anh em xem ha. Đây anh em, cho anh em coi cái cặp chân của nó nè. Đó. Rồi. Con này thì ước tính của nó anh em phải là 4 năm mùa rừng, nhưng mà tại vì em lột hết bót rồi nha. Đó, em lột bót của nó rồi nên cái chân của nó anh em nhìn nè,
đó. Nhưng mà con này thì lúc em bắt về á là chân nó lên bót nhiều dữ lắm, nó phải 4-5 mùa ở ngoài rừng rồi đó, nhưng mà em đã lọc bót nó rồi đó. Thì con này anh em mua về á, anh em kích chim hoặc là anh em kích chim đá rất là ok nha đó. Thì con này em bán cho anh em á là 400.000 luôn nha đó. Con này là con máy số 2 nha anh em đó, con máy số 2. Thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em. Con này thì cũng đã nhấp cám rồi luôn nha. Đó, nhấp cám rồi nha. Rồi, tiếp theo em qua mấy con chuyền. Mấy con này thì cũng nhấp cám luôn. Đây, con chuyền lồng số 1 anh em. Đây, con này thì đã trỏ trống 100% rồi nha. Anh em nhìn thấy cái chấm đen ở dưới không? Đó, chuyền trống nha. Nhưng mà con này bộ cực kỳ nhỏ nha anh em. Bộ nhỏ xíu à. Đó, hay còn gọi là bộ cao á anh em. Đó, thì anh em bắt con này anh em gọi em nha. Đây là chuyền trống lồng số 1 nha anh em. Đó, thì em bán cho anh em là 350 nha anh em. 350 nha, mắt móng mỏ đầy đủ không tật lỗi nha. Rồi, tiếp theo con này chuyền trống số 2. Đây, con này thì cao cầu, dài đòn, mẫu hót nha anh em. Mặt rất là dữ luôn nè. Đó, anh em nhìn thấy không? Con này thì cũng trỏ trống luôn rồi. Đó. Rồi, con này thì cũng đã nhấp cám rồi nha. Đó, lồng số 2, 350 luôn nha. Rồi, tiếp theo lồng số 3 anh em. Đây, lồng số 3. Thì con này cũng là chuyền trống luôn nha, trổ trống rồi. Con này dài đòn đuôi xè nè. Đó, đây anh em thấy không? Đó, lồng số 3 nha. Đó, thì con này cũng 350 luôn nha anh em. Đó, rồi tiếp theo con này là lồng số 4. Lồng số 4, con này là chim bổi nha. Đó, chim bổi, nhưng mà con này thì đã nhấp cám luôn rồi. Đó, lồng số 4 nha. Con này mẫu xè nè. Đó, đây tướng tá rồi cũng ok, tướng cũng to nè anh em. Đó, đây là lồng số 4 nha. Đó, thì hàng này là hàng nhấp cám nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em là 350 nha. Rồi, tiếp theo lồng này là lồng số 5 nha anh em. Lồng số 5 là lồng này là than bổi nha. Đó, con này dài đòn, cao cầu nè, mặt rất là dữ. Đó, anh em thấy không, nhìn cái mặt đầu xà, mặt dữ chim lắm. Đó, đây là lồng số 5 nha, giá cũng 350 luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo lồng số 6 anh em. Lồng số 6 thì con này là chim chuyền nha. Đó, chim chuyền thì nó trổ cũng gần xong hết rồi anh em, nhưng mà được cái con này bự con, dài đòn anh em. Đây, con này dài lắm nha. Đó, anh em thấy không? Đó, rồi con này là lồng số 6 nha anh em. Đó, lồng số 6 thì con này em cũng bán cho anh em là 350 luôn nha. Đó, rồi tiếp theo em qua lửa anh em. Lửa ha, lửa chuyền đi anh em. Lửa chuyền, con này là lồng số 1 nha. Đó, lửa chuyền lồng số 1. Đó, hàng này thì chưa ăn cám nha, còn ăn sâu với dế nha anh em. Đây là lồng số 1. Đó, đây thì con này em bán cho anh em á, lửa chuyền nha. Em bán đồng giá nha, 450.000 một con nha. Ủa, 400.000 một con nha anh em. Đây là lồng số 1 nha. Đó, rồi tiếp theo lồng này là lồng số 2 anh em. Lồng số 2 nha. Đó, con này cũng là lửa chuyền luôn nè. Đó, con này thì bộ xẻ, bộ nhỏ con nè. Đó, đây bản đuôi thì cũng tương đối to nè. Đó, tướng tá là cũng rất là ok. Rồi, con này là lửa chuyền lồng số 2 nha. Đó, thì con này em cũng bán cho anh em là 400.000 luôn. Rồi, tiếp theo con này là lồng số 3 anh em. Đây, con này là con lồng số 3. Thì con này thì cũng là lửa chuyền luôn, nhưng mà anh em thấy không, lửa chuyền mà hiện tại cái đuôi của nó là tầm khoảng 14-15 rồi. Đó, thì con này em chắc chắn với anh em, bảo đảm với anh em, con này là phải khi anh em nuôi ra thì nếu mà anh em chăm đủ chế độ rồi á là trên 18 là bình thường nha. Đó, con này thì chân hồng móng trắng nha. Đây, chân hồng móng trắng rất là đẹp nha. Đó, rồi con này là lồng số 3 nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em á là 600.000 nha. Đó, bộ xẻ nè. Đó, chân hồng móng trắng rất là đẹp nha. Rồi, con này lồng số 3 nha. Rồi, tiếp theo con này là con lồng số 4 anh em. Đây, con lồng số 4 nha. Con này là lửa chuyền lồng số 4. Lửa chuyền đã trổ trống rồi nha. Con này thì đuôi thì nó có hơi tôm nhẹ xíu nha. Đó, rồi lồng số 4 nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 400.000 nha anh em. Đó, rồi ok, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha.
Rồi tiếp theo bên đây thì lửa bổi đuôi 18-19 nha anh em. Đó, con đầu tiên ha. Con này là con lòng số 1 anh em. Đây, lòng số 1. Con này thì đuôi 18,4 nha. Đó, mua 18,4. Đầu của nó thì nó có hơi chạy xíu. Đó, hơi tróc, tróc rất lông á anh em. Đó, nhưng mà đây, bộ rất là đẹp nha. Rồi, lòng số 1. Đó, 300.000. Rồi, tiếp theo. Con này là con lòng số 2. Con này là đuôi 19 nha anh em. Đuôi 19, con này tạch rất là nhiều nha. Đó, đuôi 19 nha. Đó, tạch rất là nhiều. Thì con này em bán cho anh em á là 600.000 nha. Đuôi 19 nha. Mắt móng mỏ đầy đủ nha, không tật lỗi nha. Chim đang còn ăn sâu với dế nha anh em. Đó, lòng số 2 nha. Rồi, tiếp theo. Con này là lòng số 3. Lòng số 3 nha. Con này thì đuôi 19 luôn nha anh em. Đó, đuôi 19, bộ nhỏ con nè. Đó, bản đuôi cũng khá là bự nè. Đó, lòng số 3 nha. Đuôi 19 nha anh em. Mắt móng mỏ đầy đủ nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 600.000 nha. Đây, con lòng số 2 tạch nhiều lắm đó nha anh em. Đó. Rồi, đây là lòng số 3 nha. Rồi, tiếp theo lòng số 4 anh em. Lòng số 4, con này thì cũng đuôi 19 luôn nè. Đó. Đây, con này là cũng đuôi 19 luôn. Nhưng mà con này thì phần đầu nó đang chuẩn bị nó rớt lông rồi hết rồi. Đó, đuôi 19 nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 500.000 thôi. Đó, lòng số 4 nha, 500 thôi nha. Rồi, tiếp theo lòng này là lòng số 5 anh em. Lòng số 5 thì con này là đuôi là 18,4 nha. Đuôi 18,4 nhưng mà nó đang thai lông nè. Đó, rồi thì con này anh em có AV anh em thả rồi ok. Tạch cũng rất là nhiều nha, bản đuôi bự nha. Đó, thì con này em bán cho anh em là 300.000. Rồi, tiếp theo lòng này là lòng số, hôm nay là lòng số 6 nha. Đó, lòng số 6. Đây, con này thì đuôi là 19,6 nha. Đuôi 19,6, bộ xẻ nè. Đó, con này thì tạch rất là nhiều, bản đuôi thì lại bự nè. Đó, anh em thấy không? Đó, con này là lòng số 6 nha. Thì con này em bán cho anh em là 600.000 nha anh em. Đó, 600 nha. Rồi, tiếp theo con lòng, con lòng này là con lòng số 7 anh em. Lòng số 7 thì con này là đuôi 20,1 nha. Đuôi 20,1 nhưng mà nó bị mẻ hết đầu lao, nó mẻ hết tí nha, nó bị mẻ xíu thôi chứ không phải mà nó rớt nguyên trọng luôn nha. Đó, con này 20,1 thì con này em bán cho anh em á là 700.000 nha anh em. Đây, con này bộ xẻ nè. Đó, tạch rất là nhiều, bản đuôi cũng bự nữa nè. Đó, rồi con này là lòng số 7 nha anh em. Lòng số 7 nha. Đó, rồi thì con này em bán cho anh em á là 700.000 luôn nha anh em. Đó, rồi tiếp theo con này là lòng số 8 nha. Đó, con này đuôi 18 nha anh em. Đó, thì con này em bán cho anh em á là 300.000 nha. Con này bán đuôi bự nè. Đó, con này thì chân hồng, móng trắng nha. Đó, rồi lòng số 8 300.000. Rồi, ok, thì anh em xem, anh em thích thì anh em cứ gọi cho em nha. Đó, thì em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào.